Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Tóm tắt các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam từ 1954 đến 1975. Từ năm 1954 đến 1975, các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam liên tiếp được thực hiện. Những chiến lược này diễn ra trong hoàn cảnh nào, đặc điểm của các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ra sao và vì sao Mỹ phải thay đổi nhiều chiến lược chiến tranh như vậy? Hôm nay, Theo Dòng Lịch Sử sẽ cùng quý vị tìm hiểu các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. 1. Chiến tranh đơn phương. Hoàn cảnh. Vào 7 tháng 11 1954, Mỹ cử tướng Collins sang làm đại sứ ở miền Nam của Việt Nam với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, để làm bàn đạp tiến công miền Bắc và ngăn chặn làn sóng cách mạng ở Đông Nam Á. Dựa vào Mỹ, Ngô Đình Diệm nhanh chóng dựng lên một chính quyền độc tài ở miền Nam và ra sức chống phá cách mạng. Giữa năm 1954, Ngô Đình Diệm lập ra đảng Cần Lao Nhân Vị làm đảng cầm quyền và vào cuối năm 1954 thành lập phong trào cách mạng quốc gia và đưa ra mục tiêu chống cộng đả thực Bài Phong. Âm mưu chiến tranh đơn phương là một trong các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam được thực hiện với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, mục đích để làm bàn đạp tiến công miền Bắc và ngăn chặn làn sóng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. Thủ đoạn: Ngô Đình Diệm ra sắc lệnh đặt công sản ngoài vòng pháp luật và vào tháng 5 1959 ra đạo luật 10 năm 9, lên máy chém khắp miền Nam để giết hại những người vô tội. Chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chương trình cải cách điền địa nhằm lấy lại ruộng đất mà cách mạng đã giao cho nhân dân và lập ra các khu dinh điền, khu trù mật để kìm kẹp nhân dân. Chiến tranh đơn phương được thực hiện nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. 2. Chiến tranh đặc biệt. Hoàn cảnh. Vào cuối năm 1960, sau phong trào đồng khởi ở miền Nam, Mỹ đã đề ra và thực hiện một trong các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, đó là chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam. Trong thời điểm đó, thì trên thế giới phong trào giải phóng dân tộc đang dâng lên mạnh mẽ, đe dọa đến hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Âm mưu. Đây là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới được tiến hành bằng quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của Mỹ, dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ để nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta. Thủ đoạn. Đề ra kế hoạch bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Tăng cường viện trợ quân sự cho Ngô Đình Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng cho quân đội Sài Gòn. Tiến hành dồn dập ấp, lập ấp chiến lược, sử dụng các chiến thuật mới như trực thăng vận và thiết xạ vận, thành lập bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại miền Nam. Nhiều cuộc hành quân càn quét được mở ra nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới và vùng biển. Tất cả để nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. 3. Chiến tranh cục bộ. Hoàn cảnh. Sau thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ đã chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam. Các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam này được thành lập để cứu vãn tình hình ở miền Nam, thời gian từ 1965 đến 1968. Âm mưu. Chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội Mỹ, quân một số nước đồng minh và quân đội Sài Gòn. Mục đích để nhằm tạo ra ưu thế về quân sự, giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nhờ vào một trong các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, Mỹ đã nhanh chóng áp đảo về binh lực, hỏa lực quân ta, cố giành thắng lợi để lấy lại quyền chủ động trên chiến trường. Chúng đã đẩy quân dân ta về thế phòng ngự và buộc ta phải phân tán lực lượng rút về biên giới cho chiến tranh lụi tàn. Thủ đoạn. Liên tục đổ quân viễn chinh của Mỹ và các phương tiện chiến tranh tân tiến hiện đại vào miền Nam. Đến năm 1968, số quân viễn chinh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã lên tới 50 vạn. Thực hiện tiến hành hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966 đến 1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân tìm diệt và bình định vào đất thánh của Việt Cộng, tiêu hủy tiềm lực kinh tế, quốc phòng miền Bắc để ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào Nam, và đồng thời làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta. Chiến tranh cục bộ là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. 4. Việt Nam hóa chiến tranh. Hoàn cảnh. Vào năm Mậu Thân 1968, cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta đã phá sàn chiến lược chiến tranh cục bộ. Điều này đã làm chấn động nước Mỹ và thế giới và bắt buộc Mỹ phải đưa ra một trong các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam mới để cứu vãn tình hình. Đầu năm 1969, Tổng thống Nixon lên nắm quyền đã đề ra chiến lược toàn cầu, ngăn đe thực tế
và tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Chiến lược đã mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, Đông Dương hóa chiến tranh. Âm mưu: chiến lược được đề ra với mục tiêu dùng người Việt đánh người Việt và dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Thủ đoạn: giai đoạn 1969 đến 1972, rút dần quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi chiến tranh, nhằm tăng cường quân đội Ngụy Sài Gòn trên chiến trường để thay màu da trên xác chết. Mở rộng để xâm lược Lào và Campuchia, thực hiện âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Tiến hành thủ đoạn ngoại giao xảo quyệt, lợi dụng mâu thuẫn giữa Trung Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc và hòa hoãn với Liên Xô, nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam nhằm tăng cường đánh phá miền Bắc bằng không quân. Giai đoạn sau Hiệp định Paris ngày 29 tháng 1 1973, Mỹ rút khỏi chiến trường nhưng vẫn giữ lại 2 vạn cố vấn đội lốt dân sự và viện trợ cho quân Ngụy tiếp tục cuộc chiến tranh, ra sức phá hoại Hiệp định Paris, tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ và mở nhiều cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng của nước ta. Tuy nhiên, việc Mỹ rút quân đã làm cho Ngụy quyền nhanh chóng suy yếu. Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến hành tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nga liệt kê 7 nguyên nhân lớn quân Mỹ thất bại ở Việt Nam. Tờ Nước Nga ngày 15 tháng 1 đưa tin, ngày 15 tháng 1 1973, quân Mỹ và đồng minh chấm dứt các hành động quân sự ở Việt Nam. Sau khi trải qua 4 năm đàm phán ở Paris, các bên tham chiến đạt được thỏa thuận ký kết hiệp ước hòa bình vào ngày 27 tháng 1, đã kết thúc cuộc chiến tranh bắt đầu từ năm 1965 này. Quân Mỹ tổn thất 58.000 người đã rời khỏi Việt Nam trong bộ dạng lấm đầy bụi đất. Các nhà sử học, chính trị và quân sự đến nay vẫn không thể trả lời rõ ràng vấn đề này. Người Mỹ làm thế nào mà lại thua cuộc chiến này? Bởi vì họ chưa từng thua cuộc chiến nào. Tờ báo Nước Nga của chính quyền Nga đã tổng kết quan điểm của các chuyên gia về vấn đề này, đã đưa ra 7 nguyên nhân lớn khiến cho quân Mỹ thất bại ở Việt Nam. Trong đó, viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc đứng cuối cùng. Nguyên nhân cụ thể như sau. 1. Vũ điệu địa ngục rừng cây. Binh sĩ quân Mỹ cho biết, chiến tranh Việt Nam là điệu nhảy disco địa ngục rừng cây. Quân Mỹ tuy có ưu thế mang tính áp đảo về vũ khí và binh lực. Năm 1968, quân Mỹ có trên 540.000 quân ở Việt Nam, nhưng không thể chiến thắng lực lượng du kích của Việt Nam. Cho dù đã ném bom dài thảm, quân Mỹ tổng cộng ném 6 triệu 700.000 tấn bom ở Việt Nam, cũng không thể đưa Việt Nam quay trở về thời kỳ đồ đá. Thậm chí, thương vong của quân Mỹ và đồng minh lại tăng lên một cách ổn định. Trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ tổng cộng có 58.000 quân bị thiệt mạng, 2.300 quân mất tích và hơn 150.000 quân bị thương. Hơn nữa, danh sách thương vong được Mỹ chính thức thống kê chưa bao giờ gồm người Puerto Rico do Mỹ thuê. Các chiến dịch quân sự cá biệt của quân Mỹ tuy thành công, nhưng Tổng thống Nixon biết rõ Mỹ không thể giành được thắng lợi cuối cùng. 2. Tinh thần của quân Mỹ suy sụp. Trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ tiến hành đào ngũ là hiện tượng tương đối phổ biến. Võ sĩ quyền Anh hạng nặng nổi tiếng người Mỹ là Clay khi lên đỉnh cao sự nghiệp của mình đã tình nguyện quy y đạo Hồi, đổi tên là Muhammad Ali, cũng muốn chạy trốn nghĩa vụ quân sự. Do đó, anh ta bị tước hết danh hiệu quán quân, bị cấm tham gia tất cả giải đấu trên 3 năm. Sau chiến tranh, Tổng thống Ford năm 1974 đề nghị đặc xá tất cả những lính đào ngũ và từ chối tham gia binh dịch. Kết quả, hơn 17.000 người tự thú. Năm 1977, chủ nhân mới của Nhà Trắng là Tổng thống Carter đã đặc xá cho những công dân đào ngũ và rời khỏi nước Mỹ. 3. Chiến tranh phi nghĩa. Một sĩ quan chỉ huy quân đội Việt Nam từng nói với các nhà sử học Mỹ, cựu binh chiến tranh Việt Nam David Hitchwood rằng tinh thần chiến đấu của binh sĩ Việt Nam rất cao, trong khi đó dự trữ bom và tên lửa của quân Mỹ lại nhanh chóng bị tiêu hao. Tuy Việt Nam tương đối yếu về mặt vật chất, nhưng ý chí chiến đấu và nghị lực mạnh hơn quân Mỹ. Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa, quân Mỹ lại tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa. Binh sĩ quân Mỹ và nhân dân Mỹ đều hiểu rõ thực tế này. Nhà sử học Mỹ David Stern tán thành với quan điểm này, cho rằng trong toàn bộ thời gian của cuộc chiến tranh, Mỹ rất ít cân nhắc đến hậu quả chính trị, kinh tế và tâm lý của chiến tranh, không ai coi trọng rất nhiều thường dân bị thiệt mạng và sự phá hoại không cần thiết do chiến tranh gây ra. Kết quả đã gây ảnh hưởng chính trị tiêu cực. 4. Chiến tranh nhân dân. Đa số người Việt Nam ủng hộ lực lượng du kích cung cấp thức ăn, tin tức tình báo, nhân công và sức lao động cho họ. Hedgewood cho rằng lực lượng du kích và nhân dân như cá với nước là yếu tố quyết định thắng lợi. Còn nhà sử học Mỹ Davidson cho rằng sách lược chiến tranh giải phóng cách mạng từ khi bắt đầu đã trở thành nhân tố quan trọng cứu vãn và hội tụ Đảng Cộng sản Việt Nam,
nếu không có chiến lược này, Việt Nam không thể giành thắng lợi, cần thông qua chiến lược chiến tranh nhân dân để xem xét chiến tranh Việt Nam. Điều này tuyệt đối không chỉ là vấn đề của con người và trang bị. 5. Đội quân chuyên nghiệp và nghiệp dư. Sự chuẩn bị chiến tranh rừng cây của binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mạnh hơn nhiều quân Mỹ. Từ chiến tranh thế giới thứ hai trở đi, quân đội Việt Nam luôn chiến đấu để giải phóng Đông Dương. Đối thủ đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Pháp, tiếp theo nữa là đến Mỹ. Hitchwood cho rằng, ở Việt Nam, ông từng gặp được hai thượng tá của quân đội nhân dân Việt Nam, hầu như đã làm tiểu đoàn trưởng 15 năm. Trong khi đó, trên chiến trường Việt Nam, nhiệm kỳ bình quân của tiểu đoàn trưởng và lữ đoàn trưởng của quân Mỹ chỉ có 6 tháng. So sánh như vậy, giống như so sánh giữa đội bóng đá chuyên nghiệp và đội nghiệp dư. Đội chuyên nghiệp hầu như là huấn luyện viên chuyên nghiệp tiến quân giành giải siêu lớn trong mỗi mùa thi đấu. Còn sĩ quan chỉ huy Mỹ giống như người thầy giáo toán học lý tưởng hóa, chỉ là những người muốn làm tướng cho dù mạo hiểm tính mạng, chỉ là muốn làm tiểu đoàn trưởng 6 tháng ở Việt Nam. Kết quả, Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tranh này. 6. Thái độ phản chiến và hoạt động biểu tình của xã hội Mỹ. Hoạt động biểu tình của hàng vạn người phản đối chiến tranh Việt Nam đã làm chấn động nước Mỹ. Thanh niên phản chiến đã mở những phong trào mới. Cao trào chính là sự kiện tiến quân vào Lầu Năm Góc. Trong thời gian Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 10 1967 tại Washington, tháng 8 1968 tại Chicago, 10 vạn thanh niên phản chiến đã cùng phản đối. John Lennon đã sáng tác ca khúc phản chiến Hãy cho hòa bình một cơ hội. Hút thuốc phiện, tự sát, đào ngũ lan tràn trong quân nhân. Cựu binh Mỹ cảm nhận sâu sắc được cái khổ của hội chứng Việt Nam, khiến cho hàng nghìn người tự sát. Trong tình hình này, tiếp tục cuộc chiến tranh này đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì. 7. Viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô. Nếu như nói Trung Quốc chủ yếu cung cấp viện trợ kinh tế và nhân lực, thì Liên Xô cung cấp vũ khí, trang bị tiên tiến nhất cho Việt Nam. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, Liên Xô đã viện trợ khoảng 8 đến 15 tỷ đô la. Ngoài vũ khí trang bị, Liên Xô còn cử chuyên gia quân sự tới Việt Nam. Từ tháng 7 1965 đến cuối năm 1974, quân đội Liên Xô tổng cộng có 6.500 binh sĩ, sĩ quan và hơn 4.500 binh sĩ đến Việt Nam tham chiến. Trường quân sự của Liên Xô còn đào tạo hơn 10.000 quân nhân cho Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.